tiếp hành trình tham quan thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đây là một cái đảo tròn. Lái xe ở bên Thái Lan là ngồi bên này thôi nhé. Đây là cái đảo tròn. Ở đây để công dân Việt Nam nhỉ? Việt Nam 1 giờ cũng chưa vào phòng được đâu bạn ơi. Phải sau 2 giờ. Việt Nam nó thế cả là cứ ăn xong là đi ăn luôn. Ở ngoài Bangkok Thái Lan, mời mọi người ngắm xe của đường phố Bangkok Thái Lan các bạn nha. Các bạn xem ủng hộ cho mình xin một subscribe. Grab chạy này.
là quý vị mình cái công nghệ thông tin nha, 70% thôi, mình 30% còn lại nha, giờ đi chơi tiếp. Bây giờ về cũng đâu ngủ được, không có phòng ngủ, để không thể đắp ngủ, thôi nha, chịu khó. Bây giờ đi làm phước quý vị, chào Praya nha, sườn sông Biên Hòa. Mình cứ coi phim, cái bộ phim gì đó, cuộc sống có chuyện không gì nữa thế này đó. Ở trong Nam mình chiếu nhiều quý vị phim Thái Lan. Đây có một cái con kênh này cũng màu cũng có chị, dạ, hơi đồng đội của chị quăng chị xuống. Ok, bây giờ mình đang chăm sóc nha quý vị. Đời, đây có một cái khu giống như là kiểu làm ướt nha quý vị. Mình hôm nay ăn xong bây giờ mình giống người Thái thì làm ướt trước khi về Việt Nam làm giàu nhá. Làm ướt bằng cái gì quý vị? Hôm nay mùng 1, ôi quá đẹp quý vị ơi, quá đẹp. Đi dòng sông này để mình ngắm một cái hiện tượng rất là thú vị, đó là hiện tượng cá nổi trên sông. Nhiều khi không muốn nói chuyện luôn á. Nói chuyện nó đây là ảnh của nhà vua Thái Lan. Chiều nay em kêu cháy chết sình trên sông á. Cá nổi trên sông. Em hiểu. Em hiểu quý vị. Thật sự ra là mình cũng các bạn xem ủng hộ thì mình xin một cá bơi lội nổi trên sông.